Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Cập nhật kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam Trung bảng Thái Lan, Hàn Quốc, bình luận viên Quang Huy nhận định cực hay. U23 Việt Nam Trung bảng với Thái Lan, Hàn Quốc. Ban tổ chức giới thiệu các đội bóng tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm nay, đồng thời giới thiệu cách bốc thăm chia bảng trước khi thực hiện lễ bốc thăm. Với kết quả bốc thăm U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng C vòng chung kết U23 châu Á cùng với Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc. Đây là một bảng đấu khó lường khi chúng ta nằm chung bảng với đội bóng mạnh nhất là Hàn Quốc cùng với hai đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á. Kết quả bốc thăm, bảng A gồm có Qatar, Turkmenistan, Iran, Uzbekistan, bảng B là các đội bóng Iraq, Kuwait, Australia, Jordan, bảng C là Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia. Bảng D là các đội gồm có Ả Rập Xê Út, UAE, Nhật Bản và Tajikistan. U23 Việt Nam gấp rút tìm kiếm huấn luyện viên trưởng. Trước khi tham dự U23 châu Á năm 2022, những cầu thủ nòng cốt của U23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới đây. Mục tiêu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Sau khi SEA Games 31 kết thúc, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chỉ còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, trong khi huấn luyện đội U23 Việt Nam sẽ là một huấn luyện viên khác do vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày 19 tháng 6, bởi vậy đây chính là giải đấu ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng. Hiện Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vẫn đang tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới cho đội U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. U23 Việt Nam nín thở chờ bảng tự thần. Dù chơi không quá thuyết phục nhưng U23 Việt Nam vẫn giành quyền vào chơi ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2022 sau khi vượt qua Đài Loan và Myanmar ở vòng loại. Theo kế hoạch, thì vòng chung kết U23 châu Á sẽ được diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022 tại Uzbekistan. Giải đấu sẽ có sự tham dự của 16 đội bóng gồm nước chủ nhà Uzbekistan, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất vòng loại. Đông Nam Á chỉ góp mặt 3 đại diện ở vòng chung kết là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 với Iraq, Qatar và Nhật Bản. Nhóm hạt giống số 1 gồm có Uzbekistan, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út và Australia. Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 2 với Jordan, UAE và Iran. Nhóm hạt giống còn lại là sự xuất hiện của Tajikistan, Malaysia, COS và Turkmenistan. Ban tổ chức sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để chia đều các đội thuộc bốn nhóm hạt giống vào mỗi bảng. Giải đấu có 4 bảng sẽ chọn ra 8 đội nhất nhì bảng vào tứ kết. Giải đấu sẽ được tổ chức trên 4 sân vận động là Buniyotko Lokomotiv ở thủ đô Tansken, sân AGMK ở Anmalik và sân Kasi Makazi ở Kasi. Do nằm ở nhóm hạt giống số 3 nên kịch bản đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu khó, thậm chí có thể nói là tử thần tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 là điều khó tránh khỏi. Bình luận viên Quang Huy, U23 Việt Nam vào bảng đấu thuận lợi. Bình luận viên Quang Huy đánh giá việc nằm cùng bảng với Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia tại giải U23 châu Á 2022 là thuận lợi với U23 Việt Nam. U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan, U23 Malaysia tại giải U23 châu Á năm 2022. Đây đều là những đối thủ quen thuộc. U23 Hàn Quốc từng thắng U23 Việt Nam tại giải châu Á năm 2018, trong khi cả hai đối thủ còn lại thuộc Đông Nam Á từng nhiều lần đối đầu với bóng đá Việt Nam tại các cấp độ khu vực. Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, U23 Hàn Quốc gần như chắc chắn chiếm một suất đi tiếp. Những chiến binh Teguk đang là đương kim vô địch của giải đấu và vẫn ở đẳng cấp cao hơn so với phần còn lại của bảng đấu. Tuy nhiên, U23 Thái Lan và U23 Malaysia là những đội bóng vừa tầm để Nguyễn Hai Long cùng các đồng đội nghĩ đến chiến thắng. Bình luận viên Quang Huy phân tích, Ở bảng đấu này, U23 Hàn Quốc nhiều khả năng lấy một suất, cuộc cạnh tranh sẽ tập trung vào U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia thực ra không dễ đánh giá về bóng đá trẻ, vốn khó lường và tiềm ẩn bất ngờ. Cứ hai ba năm mỗi quốc gia lại có một lứa trẻ nên tương đối khó nắm bắt. Các đội U23 của Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều sẽ dự SEA Games trước khi đá giải U23 châu Á nên phải đợi đến khi SEA Games khởi tranh thì mới đánh giá được đúng thực lực của các đối thủ. Về lý thuyết thì U23 Việt Nam có nhiều hy vọng vượt qua vòng bảng. Đã ra sân chơi châu Á mà chỉ rơi vào bảng đấu có một đội quá tầm là U23 Hàn Quốc, đó là thuận lợi cho các cầu thủ Thực lực của U23 Thái Lan, U23 Malaysia sẽ phần nào được thể hiện ở SEA Games giải đấu vào tháng 5 tới là căn cứ để ban huấn luyện U23 Việt Nam nhìn nhận sức mạnh của đối thủ. Dù vậy trước các cuộc đối đầu nội bộ Đông Nam Á luôn khắc nghiệt và hứa hẹn nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam, chưa kể là Thái Lan đang quyết tâm lấy lại vị thế ở các giải đấu trẻ sau chức vô địch AFF Cup năm 2020. Cuộc thư hùng giữa Việt Nam và Thái Lan tại giải U23 châu Á sẽ rất thú vị. Bình luận viên Quang Huy đánh giá phải xác định bóng đá Việt Nam có thời điểm nhỉnh hơn Thái Lan nhưng họ luôn bám sát phía sau và có thể vượt lên bất cứ lúc nào. Đó là câu chuyện của hiện tại và trong nhiều năm nữa, Thái Lan sẽ không buông bỏ. Với tiềm lực kinh tế mạnh, đội bóng xứ chùa vàng có thể tiếp tục bứt lên. Bóng đá Việt Nam cần nhìn vào điều đó để cùng nhau phát triển và cạnh tranh. Tại giải U23 châu Á năm 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo không còn ngồi băng ghế huấn luyện, ông sẽ giữ vai trò trưởng đoàn, cố vấn chuyên môn và quản lý đội tuyển ở tầm vĩ mô. Vai trò trực tiếp huấn luyện cầu thủ được giao cho nhà cầm quân khác, nhưng mà đến nay thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa tìm được cái tên phù hợp. Theo bình luận viên Quang Huy, nếu chưa thể tìm ra gương mặt tiềm năng, VFF nên lựa chọn một trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo ngồi ghế chỉ đạo, bởi thực chất nòng cốt lực lượng U23 Việt Nam dự giải châu Á sẽ được nhào nặn tại SEA Games. Tìm một huấn luyện viên hiểu cầu thủ và kế thừa tốt lối chơi là phương án khả thi hơn cả. Bình luận viên Quang Huy kết luận Lựa U23 Việt Nam dự giải U23 Châu Á rất có thể là lực lượng vừa dự SEA Games 30, nhưng khác biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo không còn nắm quyền chỉ đạo chuyên môn. Giải đấu này sẽ đánh dấu hành trình bóng đá trẻ Việt Nam giai đoạn mới khi không còn huấn luyện viên Park Hang-seo chèo lái con thuyền. Hy vọng lực lượng được nhào nặn tại SEA Games sẽ kế thừa tốt ở giải U23 Châu Á. Nếu chưa tìm được huấn luyện viên mới, có thể để một trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo nắm đội. Giải U23 Châu Á diễn ra không xa sau SEA Games. Nên về cả lực lượng lẫn lối chơi, chúng ta chỉ kế thừa chứ không đập đi xây lại một đội tuyển mới. Tôi kỳ vọng huấn luyện viên Park làm được điều đặc biệt ở SEA Games để lại nền tảng tốt cho U23 châu Á. Báo Thái Lan bảng đấu khó khăn khi có Việt Nam, Hàn Quốc Báo giới và cổ động viên khu vực phấn khích khi cả ba đại diện gồm có Thái Lan, Việt Nam và Malaysia đều chung bảng đấu tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. Tờ Sport tweet của Thái Lan viết, Đoàn quân voi chiến sẽ gặp lại đối thủ Việt Nam sau khi hoàn tất lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á. Malaysia và Hàn Quốc cùng chung bảng này. Sport nhận định, cả ba đội bóng của Đông Nam Á nằm chung bảng đấu, dù xác suất là 6,25%. U23 Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở trận đầu tiên trước khi đấu Malaysia và Hàn Quốc. Trong buổi lễ bốc thăm chiều ngày 17 tháng 2, ba đại diện của khu vực Đông Nam Á nằm chung bảng C cùng với Hàn Quốc. Các đội bóng khu vực sẽ phải quyết đấu với nhà đương kim vô địch để tranh hai tấm vé vào tứ kết. Siam Sport đăng tiêu đề ngắn gọn. Thái Lan trung bảng với hai đội Đông Nam Á và Hàn Quốc tại giải vô địch U23 châu Á. Trong khi đó thì Marty Chan viết, bảng đấu khó khăn, U23 Thái Lan gặp khó khi phải tranh vé đi tiếp với Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia. Người hâm mộ bóng đá khu vực tỏ ra phấn khích với kết quả bốc thăm từ ban tổ chức. Sau khi các đội Đông Nam Á tạo nên bảng AFF Cup mở rộng tại vòng loại thứ hai World Cup, đến lượt có thêm bảng đấu như vậy ở vòng chung kết U23 châu Á. Tại vòng loại thứ hai World Cup, tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều nằm chung bảng G, nhưng chỉ có thể cho huấn luyện viên Park Hang-seo giành quyền đi tiếp bên cạnh UAE. Đây là mối lương duyên đặc biệt giữa các nước ASEAN, cả ba đội bóng sẽ chạm trán và thách thức Hàn Quốc, đây là bảng đấu thú vị. Chúng ta thực sự không thể thoát khỏi Việt Nam và Malaysia. Đá giải nào cũng gặp Việt Nam và Malaysia. Hay tưởng tượng của tôi đã đúng về bảng đấu này là bốn trong số những bình luận U23 Việt Nam và Thái Lan từng trung bảng tại vòng loại U23 châu Á 2020. Khi đó Quang Hải và đồng đội giành chiến thắng 4-0 trên sân Mỹ Đình. Hai đội cũng trung bảng tại giải vô địch U23 Đông Nam Á năm 2022 đang diễn ra tại Campuchia và sẽ gặp nhau vào ngày 22 tháng 2. Tuy nhiên, thành phần tham dự của U23 Việt Nam chủ yếu là các cầu thủ lứa U21. Vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6. Chủ nhà Uzbekistan nằm ở bảng A cùng với Iran, Qatar, Pakistan, U23 Australia chung bảng B với Jordan, Iraq và Kuwait. Còn U23 Ả Rập Xê Út nằm ở bảng D với UAE, Nhật Bản và Tajikistan. Theo quy định hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Nóng, AFF đưa ra quyết định chưa từng có ở giải của U23 Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, AFF đã liên tục phải thay đổi những điều lệ của giải U23 Đông Nam Á. Dù các đội khi tới Campuchia đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định phòng dịch của nước chủ nhà. Tuy nhiên những diễn biến khó lường vẫn xảy ra, đó là việc U23 Indonesia và U23 Myanmar xin rút lui khỏi giải do có quá nhiều thành viên bị nhiễm Covid-19. Lo ngại các trận đấu có thể bị ảnh hưởng về chuyên môn, mới đây trong cuộc họp trưởng đoàn các nước tham dự diễn ra vào trưa ngày 17 tháng 2, ban tổ chức đã quyết định thông qua điều luật cho phép các đội bóng được thay tối đa 10 người. Theo đó mỗi đội được phép thay tối đa 10 cầu thủ trong trường hợp có cầu thủ dính Covid-19 theo công thức 1-1 Chẳng hạn là nếu đội A có 3 cầu thủ xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19 thì được thay thế bằng 3 cầu thủ khác. Những cầu thủ chấn thương không được thay thế, những cầu thủ đã thay thế không được đăng ký thi đấu trở lại. Nguồn cầu thủ để thay thế có thể là từ danh sách sơ bộ 35 cầu thủ đã đăng ký với ban tổ chức trước đó hoặc là những cầu thủ khác miễn sao đảm bảo đúng tiêu chuẩn đăng ký. Những cầu thủ được đăng ký thay thế phải thông báo với ban tổ chức ít nhất là 12 tiếng trước khi trận đấu sắp diễn ra. Các đội bóng có thể thay thế bất cứ thời điểm nào của giải đấu. Dù xuất hiện những ý kiến trái chiều, song đây là nỗ lực của ban tổ chức để giúp cho giải đấu diễn ra thành công, tránh việc đứt đoạn, thậm chí là bị hủy giải do các vấn đề về Covid-19. Cũng trong những động thái gần đây khi Myanmar rút lui và trước đó là Indonesia xác nhận sẽ không tham dự, ban tổ chức buộc phải thay đổi thể thức thi đấu của bảng B. Theo đó Malaysia và Lào sẽ tự giải quyết nhau thông qua hai lượt trận, đội thắng sẽ đi tiếp, trong khi đội thua thì sẽ bị loại. Như vậy, cơ hội sẽ rộng mở hơn cho các đội bảng A và bảng C khi AFF sẽ lấy đội nhì bảng ở một trong hai bảng đấu này để góp mặt vào bán kết. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào bảng C với các đối thủ là Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ có trận đấu ra quân đầu tiên vào ngày 19 tháng 2 gặp Singapore và chạm trán với Thái Lan vào ngày 22 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.